Hai xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Tiếng Niêu, là trong cái bản tin là buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin là buổi sáng ngày hôm nay là em có chia sẻ cho quý vị là một số điều quý vị. Là chính thức là hôm nay là tầm khoảng là chiều quý vị. Chiều chiều là bắt đầu là cô Sô Hướng Hằng là có chuyến đi đi Châu Đốc An Giang quý vị, đi thắp hương cầu bình an quý vị. Thì đi thắp hương để cầu bình an cho gia đình thôi quý vị. Thì là cái chuyến đi là tụi em bắt đầu chia sẻ là trong cái chương trình là sáng ngày hôm nay tụi em bắt đầu là anh em YouTube làm những clip là chia sẻ cho quý vị biết là tình hình là đây là anh em đi như thế nào, đó là đâu có giấu giếm gì quý vị, thấy không? Quý vị thấy không, tụi em đi như thế nào thì cũng trực tiếp là chia sẻ là cho quý vị hay hết trơn, chứ đâu có ai mà giấu giếm như những cái bọn lương đâu, đâu đó. Đi là đi công khai, đi là minh bạch đó, chứ không có giấu giếm. Thì quý vị cũng đã biết rồi đó, thì cái vụ mà lùm xùm không gài là vụ nhà báo Bẩn là Hằng Ni, nhà báo Bẩn Đức Hiển và nhà báo là Hằng Ni đó quý vị, đó là đã vu khống cho cô show Nguyễn Phương Hằng. Thì cô á thì cũng đã trực tiếp đi ra sân bay, thì quý vị cũng đã thấy những trong cái là video là những anh em YouTube đã làm, thì cũng là cô đã phát trực tiếp, thì cô đã đi tặng ra sân bay và đã mua vé sân bay ra, mua vé đi. Mua vé là chính thức là đã bay đi quý vị, nó chứ không phải là đi ra ngoài đó lại chim chơi đâu quý vị, chính thức là đã mua vé, nhưng đã bán là người ta vẫn bán vé quý vị, những cái phòng đó vẫn bán vé cho cô, là trực tiếp cô đã mua cái vé là bay đi trong nước mình, đi một vòng chơi gì đó quý vị, bay một vòng coi coi là có bị cấm, có bị là tạm hoãn xuất cảnh hay không để điều tra cái vụ việc. Vụ việc thì quý vị biết rồi là nhà báo Đức Hiển là đã tung tin giả, thật sự là chính xác 100% quý vị. Thì nhà báo Đức Hiển là đã tung những cái tin giả, tin đồn sai sự thật để nhằm vu khống cho cô CEO Nguyễn Hằng để hạ uy tín và cái lợi nhuận là từ khu Đại Nam quý vị, khu công nghiệp Đại Nam đó. Thì bây giờ quý vị nghĩ đi, vu khống cho một một người doanh nhân thành đạt như vậy, người ta không có làm gì anh ta hết trơn đó, vậy anh ta bắt đầu vu khống là đăng những cái bài báo, đăng những cái status là bài báo là đăng là cô đã bị tạm hoãn xuất cảnh, thì sẽ rất là ảnh hưởng đến cái công ăn chuyện làm uy tín của một người doanh nhân thành đạt quý vị. Thì về tổn thất biết bao nhiêu thì quý vị cũng đã hiểu rồi, người ta làm ăn đó là nhờ cái uy tín, bây giờ thì anh ta đã vu khống như vậy thì mất cái uy tín, thì làm ăn thì sẽ mất cái lợi nhuận nó không được như lúc đầu. Thì cái những cái mà tổn thất như vậy á thì sẽ quy lại cho nhà là anh nhà báo Đức Hiển, thì quý vị biết tại vì không nguồn gốc là anh ta gây ra và của Hằng Ni, thì là cái nguồn gốc là chính xác là do anh Đức Hiển và cô Hằng Ni gây ra, thì cái mọi hậu quả thì hai người này phải gánh chịu, đúng không quý vị? Đó, anh vu khống tôi thì bây giờ tôi chứng minh xác thực là không có chuyện đó thì ai chịu, anh chịu chứ ai chịu, đúng không quý vị? Thì mấy người này thì rõ ràng thì quý vị thì vu khống rồi, thì kỹ có một người dạng một có một số người là đứng sau lưng anh ta để chỉ đạo, anh ta chỉ đạo cái anh nhà báo Đức Hiển này mới dám làm như vậy, chứ mà khơi khơi thì đâu dám làm. Mỗi lần á thì cô show đăng những cái video lên á thì anh ta là chỉ bóp phẻo bóp méo, đòi bắt cô show Nguyễn Phương Hằng, rồi đòi là cô show vừa đăng clip là lên anh ta đòi bắt, rồi bắt đủ thứ rồi các kiểu, nhưng mà anh ta bắt cho vui thôi quý vị, bắt bằng cái niềm tin mà, bắt bằng miệng mà, bắt bằng miệng hay bắt không được quý vị. Mỗi lần cô đăng lên là anh ta đòi bắt, lúc đầu rồi cái đó là drama đăng ra là bao nhiêu lâu quý vị, cả năm trời, mỗi lần cô lên live stream là anh ta đăng clip là đòi bắt cô show, thì bắt cái gì nữa, thì cô chuẩn bị anh ta là chuẩn bị bị bắt cái ai bắt nữa quý vị, thì cái đó gọi là nghiệp vật thôi quý vị đó, thì gieo gian nào gặp quả đấy thôi, vu khống với người ta không được thì bây giờ mình lãnh hậu quả chứ ai lãnh nữa, đúng không quý vị? Đó thì cái tình hình đó, thì cái tin tức của cô show Nguyễn Hằng đó, thì em cũng chia sẻ như vậy là như vậy, như vậy quý vị là như vậy thôi. Thì chính thức là tụi em ngày mai đó, là tụi em ngày mai là bắt đầu là tụi em bắt đầu là di chuyển từ đây là về Châu Đốc An Giang quý vị, để cùng cô show Nguyễn Hằng đó là thắp hương đó để cầu bình an cho gia đình và vui vẻ và hạnh phúc. Thì nói chung là cũng là gầm mà quý vị, thắp nhang thôi quý vị, thắp nhang cầu bình an thôi, như lại cầu bình an để không có gặp những cái chuyện mà xui rủi, cũng như là những cái chuyện mà bọn gần sĩ hoặc là những bọn nhà báo hoặc là những cái bọn nghệ gần sĩ là
bẩn, tung những cái tin đồn đó. Thì quý vị cũng biết, có một hổm gài thì cũng có một cô á, đó là quý oa quý oan gì đó quý vị. Thì em không có đích danh được, thì em nói như vậy thì quý vị cũng biết là cái cô nghệ sĩ đó là ai rồi. Thì cái đầu drama thì cô ta đâu có tham gia đâu quý vị, hình như là cũng có một cái thế lực nào á là sai khiến cái cô ta đi vô trong cái drama này đó, để làm gì, để binh những cái bọn gừng sĩ để là đi xuyên tạc và nói khó, nói xấu cô Sơn Nguyễn Hằng để hạ uy thế, hạ uy danh của cô. Nhưng mà dạng như cô ta quý vị thì cũng thừa biết rồi, dạng mà mướn mà để thuê để mướn đó thì đơn giản thôi, cô xưa búng tay cái pẹt là dăng đi thôi, đâu có chuyện gì khó. Dạng là con chốt thí quý vị, quý vị nếu mà có những mà anh chị nào từng chơi cờ tướng đó, thì biết con chốt thí rồi, con chốt đi đầu quý vị là chết trước đó. Thì bây giờ cô ta thì chết trước cha, chết trước quý vị đó. Đã biết mình thì có cái nhiều cái điều xấu rồi thì đừng có đi vu khống như người ta làm cái gì, để người ta rồi nói ra những cái chuyện của mình đó, thì mang nhục với thiên hạ chứ làm cái gì quý vị. À, thì quý vị cũng biết đúng không, em chia sẻ những câu chuyện đó thì nói chung rất là nhiều anh em YouTube đã chia sẻ cho quý vị biết đó. Thì vấn đề tiếp theo á thì em chia sẻ là về cái cô là Diệp, Diệp gì, Diệp già, Diệp lớn gì đó quý vị. Thì quý vị cũng biết rất là thủ đoạn vu khống rất là nhiều anh em YouTube, rồi vu khống cô CEO Nguyễn Hằng là người chủ mưu đứng sau mọi việc. Người ta là một doanh nhân thành đạt, đâu cần làm những cái trò mà thấp hèn bỉ ổi gì đâu quý vị. Cô thách thức người khác á, thì tự động sẽ có người đến nhà cô chứ đâu cần đâu quý vị. Như cái cô Hằng Ni đó quý vị thấy không đó, thách thức cô show Nguyễn Hằng, thách thức người ta thì người ta vẫn lại tới nhà đó. Rồi những người dân quý vị thấy không, người dân người ta đâu có mà biết những cái chuyện đó đâu đó, người ta chỉ nghe là cô show Nguyễn Hằng chính thức là lại thăm nhà Hằng Ni uống rượu vang ngồi nói chuyện chơi. Thì người dân bắt đầu người ta là ùng ùng bùng bùng, người nghe tin là muốn gặp cô show Nguyễn Hằng là lại tâm sự, là cũng muốn nhìn, nói chung là người dân người ta chỉ muốn là muốn nhìn mặt cô show một chút xíu thôi, không cần được nhiều đâu quý vị. Nhưng mà kéo lại rất là đông đó, thì cũng đặt điều vô khống đó. Nhưng mà của Hằng Ni theo quý vị đặt điều vô khống, trời ơi cô CEO Nguyễn Hằng thì nói là mướn hàng trăm hàng ngàn người là tới nhà trước cửa nhà cô ta để quậy quạng phá nhà cô ta. Nói chuyện thật nực cười quý vị, tự động mướn lên hờ, tự động là thách thức, tự động rủ kêu cô CEO lại là tới nhà hờ uống rượu van rồi chung các kiểu, thì lợi ích cuộc hay lại là vu khống. Rồi anh em YouTube người ta lợi khá đông, người người dân bà con á người ta chỉ yếu là lại coi cô CEO chứ đâu phải làm lợi nhà cô ta làm gì quý vị. Nhà cô ta có cái gì mà để cho người dân người ta lợi làm gì vậy đó quý vị, nghĩ đi, ngồi ở trên live stream trực tiếp phát trực tiếp rồi nói trời ơi đó quý vị thấy không, người dân lại phá nhà tôi rồi. Bắt đầu mở nhạc, lúc mà cô live stream tôi ra live stream mà đâu thèm mở nhạc quý vị. Tắt cái live stream, không phải là tắt live stream, đi vô nhà bắt đầu thì live stream thì tắt nhạc, ra ngoài nói chuyện, nhìn xuống đường, đứng trên lầu nhìn xuống mở nhạc xèo 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 xèo, quý vị biết làm gì rồi, chủ yếu cho đánh bản quyền anh em YouTube thôi. Trời anh em YouTube người ta lợi cũng phải đâu thể phải là quay cô ta đâu quý vị, chủ yếu tập trung là quay cô xưa Nguyễn Phương Hằng, thương mến cô, ủng hộ cô hết mình, vì cái sự việc là cái drama rất là lâu rồi chưa có giải quyết được, là ủng hộ cô hết mình chứ đâu có ai thèm mà quan tâm đến cô Hằng Mi làm đắt gì. Quý vị nghĩ đi, thí dụ như ngày mai nè, là vụ bữa nay nè quý vị, là chính thức là tụi em đi tới là Châu Đốc An Giang, thì quý vị nghĩ đi, tung tin là sự thật chính xác 100%, không sai vào đâu được, là chính thức là tụi em sẽ đến Châu Đốc cùng với cô Sơn Nguyễn Phương Hằng đó, để quay những cận cảnh mà thắp nhang gì đó quý vị cho quý vị xem, chứ không có mà nói chuyện mà lừa dối gì chứ quý vị. Người dân ở đây á, là anh em YouTube là đi là có chứng cứ đàng hoàng rõ ràng đó, có hẹn trước một ngày đó, cho tung tin trước đó là chiều mới đi, nhưng mà sáng đã ra clip đó, thì quý vị gọi quý vị xem cái bọn lương đó, đó có dám như vậy không, chứ đừng có giỏi mà ở nhà mà xuyên tạc làm cái gì đó. Mấy anh mà mấy dạng mà người ủng hộ như các bạn lương á, những bọn lương con á ủng hộ như một bọn lương vừa vừa đó, thì có giỏi kêu những cái bọn đó đó, đó những cái bọn nó đi ra ngoài đâu đó, thì dám lỗi đó, thì live stream cho người ta biết là ở đó một ngày đi thì sự việc nó như thế nào,
chứ đừng có ở ngoài mà đỡ ở ngoài mà làm được cái gì đâu mà móc xéo hay điện thoại cho anh em YouTube rồi hăm dọa đủ kiểu, hăm dọa làm cái gì vậy, trời ơi hăm dọa giải quyết được vấn đề gì, anh có giỏi anh điện cho người ta anh cho địa chỉ là xác chính xác là anh ở đâu anh mới hay chứ, tự nhiên anh điện anh hăm dọa người ta, hăm dọa thì miệng đợi ai nói không được cái gì. Trời ơi, dạ con nít 3 tuổi rồi điện thoại nó cũng nói là hăm dọa được, nó hăm dọa chắc người ta sợ. Gặp mặt anh biết người ta còn chưa sợ nữa chị nó vào miệng. Trời ơi, ba cái miệng đời thời buổi này vậy, ba cái anh hùng bàn phím. Muốn thì được thôi chứ có gì đâu khó vậy, giờ em điện thoại em hăm dọa là cũng được nhưng có sợ mình không là một chuyện quan trọng. Đúng không quý vị? Trời ơi, hở ra là trời ơi, có một số lương điện đòi hăm dọa đòi chặt cái gì đập cái này tác động vật lý. Gặp ở ngoài đường tác động vật lý ngoài đường, gặp ở đâu tác động vật lý cái đó, mấy anh giỏi quá trời luôn. Người ta nói là xin cái địa chỉ cái anh tắt máy mất tiêu, cho cái địa chỉ đâu ở ở ở bên Mỹ ở bên Campuchia gì đó. Nghe thì cũng được cười đúng không quý vị? Thì nói chung thì thôi cái bản tin là buổi sáng ngày hôm nay em cũng muốn chính thức là chia sẻ với quý vị tới đây thôi. Có gì mà cập nhật tin tức nóng hơn á thì em sẽ cập nhật tiếp quý vị. Thôi bây giờ em chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Quý vị nhớ xem kênh và ủng hộ kênh Kem là kênh tiếng yêu quý vị. Thôi nói gì em chào tạm biệt, bye bye quý vị, bye bye quý vị, bye bye.